Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong buổi lễ bàn giao công trình ngày hôm nay. Và Ngọc Huyền xin được thay mặt cho phía Tổng Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Bắc Hôm xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị, đặc biệt là chủ đầu tư đã tin tưởng lựa chọn Bắc Hôm làm đơn vị thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình. Kính thưa quý vị đại biểu đến tham dự và chúc mừng cho buổi lễ bàn giao ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện về phía công ty ông Bùi Đình Đồng, đại diện cho Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Bắc Hôm. Ông Lê Quang Thành, giám sát thi công, đại diện nhà thầu Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Bắc Hôm. Về phía chủ đầu tư, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Đình Khiếu. Và đặc biệt là tất cả quý vị đang có mặt trong buổi lễ long trọng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Hoàng Đình Khiếu, đại diện cho chủ đầu tư sẽ có đôi lời phát biểu. Xin kính mời ông ạ. Kính thưa tất cả các quý vị khách quý và bên công ty, hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2022, thì bên phía đầu tư là gia đình chúng tôi đã có phối hợp với bên công ty Bắc Hôm để xây dựng một ngôi nhà. Thì đến hôm nay thì mọi việc cũng đã hoàn thành và công ty cũng đã làm cái lễ để bàn giao ngôi nhà để cho gia đình đưa vào sử dụng. Thì thực sự ra mà nói thì trong quá trình để lựa chọn nhà thầu cũng như là trong quá trình thi công thì theo hợp đồng cũng như là theo thiết kế, thì thực sự ra nói là cái ngôi nhà này thiết kế là rất đẹp. Thứ hai nữa là trong quá trình thi công thì cũng đảm bảo về vấn đề coi như là tiến độ cũng như là về các vật liệu thì cũng đã được lựa chọn theo đúng như là theo hợp đồng. Là chúng tôi cũng thấy là khi đã xây dựng xong cái ngôi nhà này thì phía đầu tư cũng cảm thấy hài lòng, để rất mong là bên phía công ty nên phát huy hơn nữa để làm sao đó để đưa cái vị thế của công ty càng ngày càng phát triển và mạnh mẽ hơn. Vâng, xin cảm ơn chú ạ. Và chú có thể cho Ngọc Huyền hỏi một số câu hỏi được không ạ? Vâng, chú có thể cho Ngọc Huyền biết là tại vì sao mình biết đến công ty Bắc Hôm và lựa chọn là công ty làm đơn vị thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình không ạ? Thực sự ra thì công ty Bắc Hôm là một công ty rất là lớn. Ngoài những cái thông tin ở trên mạng xã hội cũng như là bạn bè của tôi cũng đã từng có người làm nhà và công ty Bắc Hôm thiết kế cũng như là thi công. Nên chính vì thông qua những cái thông kênh thông tin đó thì tôi thấy rằng là so sánh với công ty khác thì tôi đặt niềm tin vào công ty Bắc Hôm. Chính vì vậy thì đã lựa chọn công ty Bắc Hôm. Dạ vâng ạ. Vậy thì sau khi công trình hoàn thành ạ, thì chú có thể là chia sẻ với khán giả là công trình mình thì có hoàn thành đúng tiến độ như dự tính không? Và cũng như là mình có được trực tiếp là kiểm tra những nguyên vật liệu trực tiếp vào thi công không ạ? Công trình thì đã hoàn thành về tiến độ thi công thì cũng như về tiến độ thiết kế thì đều đảm bảo theo đúng quy trình và đúng tiến độ. Còn về các cái vật liệu thì như theo hợp đồng thì về phía chủ đầu tư cũng đều được kiểm tra tất cả các cái vật liệu để xây dựng ngôi nhà này. Thì mỗi lần coi như khi vật liệu trở về thì bên phía chủ đầu tư cũng được được kiểm tra mẫu mã cũng như là chất lượng của vật tư thiết bị. Vậy thì sau khi mà công trình mình hoàn thành ạ, liệu là gia đình có cảm thấy hài lòng về cái thiết kế cũng như mặt bằng công năng cho công trình này không ạ? Thì công trình đã xây dựng xong thì thực sự ra nói là thiết kế nó đã hợp lý rồi, nên là cái công năng của nó sử dụng rất hợp lý với gia đình. Bên phía gia đình thì làm cũng rất là hài lòng. Vâng ạ, cảm ơn chú ạ. Thế nào đó, kính thưa quý vị, và sau quá trình lựa chọn, chủ đầu tư đã tìm được đơn vị uy tín, năng lực thi công tốt, làm đơn vị thiết kế và thi công xây dựng. Đó là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Bắc Hôm, một đơn vị với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế xây dựng, đảm bảo về an toàn, chất lượng và tiến độ thi công, phù hợp với các tiêu chí lựa chọn của chủ đầu tư đề ra. Và ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Quang Thành, giám sát thi công, đại diện nhà thầu Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Bắc Hôm sẽ lên sân khấu có lời phát biểu. Quản lý hội nghị, sau khi được chủ đầu tư tin tưởng và ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Kiến trúc Bắc Hôm, đơn vị nhà thầu thi công cũng bố trí nhân lực, máy móc về triển khai thi công công việc trên công trình
tất cả các vật tư vật liệu trước khi được đi vào thi công đều được chủ đầu tư tham gia kiểm tra và đánh giá chất lượng đồng ý để đưa vào công trình. Việc công trình được tiến hành công được chúng tôi cam kết đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật theo đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo thi công theo đúng tiến độ hợp đồng đã đề ra. Cảm ơn chủ đầu tư đã tin tưởng và giao cho công ty Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình chính là phần quan trọng nhất trong buổi lễ ngày hôm nay, đó chính là nghi thức trao chìa khóa bàn giao và hợp đồng bảo hành cho chủ đầu tư. Xin kính mời ông Hoàng Đình Khiếu, chủ đầu tư công trình sẽ lên sân khấu nhận chìa khóa. Xin kính mời ông Lê Quang Thành, giám sát thi công chính đại diện cho phía nhà thầu công ty sẽ lên trao chìa khóa bàn giao. Và kính thưa quý vị, và chúng tôi xin trân trọng tuyên bố, kể từ giây phút này, công trình nhà máy nhiệt 2 tầng chính thức được bàn giao cho chủ đầu tư là ông Hoàng Đình Khiếu. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng sự kiện này ạ. Kính thưa quý vị, và buổi lễ bàn giao công trình cho chủ đầu tư là chú Hoàng Đình Khiếu tại thành phố Hòa Bình đã kết thúc thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã tham dự chương trình. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và niềm vui. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị thân mến, và sau khi mà quý vị tham dự cái lễ bàn giao thì chắc hẳn là quý vị đã rất là mong chờ đón xem nhà chú Khiếu sẽ như thế nào đúng không ạ? Và hiện tại đây thì Ngọc Huyền đang đứng trước cổng của nhà chú Khiếu có địa chỉ tại thành phố Hòa Bình các bạn nhé. Đó. Và ở đây thì chính là hệ thống cổng và tường bao. Đó. Bao quanh thì rất là hiện đại này. Bên cạnh đó thì nó sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta sẽ thẩm mỹ hơn. Toàn bộ hệ thống cổng này cũng như là tường bao quanh thì đều sử dụng là chất liệu là sắt hộp sơn tĩnh điện các bạn nhé. Ở riêng phía phần cổng chính này thì chúng ta sẽ được cắt CNC những cái họa tiết hoa văn rất là nổi bật ở đây ạ. Như ở trước giữa này chúng ta sẽ có họa tiết chống đồng này, ở hai bên sẽ là hình hoa, các họa tiết hoa này đó, làm cho công trình chúng ta sẽ trông một cái vẻ đẹp là thẩm mỹ hơn. Và bây giờ thì Ngọc Huyền muốn giới thiệu cho các bạn một cái chi tiết rất là thú vị nhá, các bạn có thể nhìn ạ. Đây ạ. Quý vị có thể thấy toàn bộ hệ thống cổng đây nhá thì được sẽ sử dụng bằng tự động các bạn nhá. Đó. Khi mà chúng ta mà đi xe ô tô chúng ta muốn bước vào đây có thể là mở cái khóa này lên và sẽ có thể là trực tiếp đây đi ô tô vào trong khu vực này mà không cần phải xuống để mở cổng nhá. Và ở đây thì chính là phía công trình chính của chúng ta. Và công trình này theo như Ngọc Huyền có tìm hiểu được thì ở đây sẽ có diện tích của cái lô đất này sẽ khoảng tầm là gần 300m2 ạ. Rất là rộng rãi đúng không ạ? Nhưng mà bên cạnh đó, các kiến trúc sư của chúng tôi thì đã thiết kế là đẩy lùi cái công trình chính ở phía về một bên. Còn phía này đây, bên hông này và ở phía trước một chút thì sẽ tận dụng làm nơi là để có thể là để sân chơi nhé, để sinh hoạt ạ. Toàn bộ phần sân này thì sẽ được sử dụng là chất liệu là lát gạch chống trơn nhé. Khi mà trời mưa xuống thì tránh hiện tượng là chúng ta bị trơn trượt ở không gian này, đảm bảo an toàn cho mọi thành viên trong gia đình. Về công trình chính của chúng ta, quý vị có thể thấy ở phía này thì được sẽ thiết kế là phía sảnh chính này, còn ở phía bên này thì sẽ là khu vực sảnh phụ nhé. Và công trình này thì được thiết kế theo phong cách hiện đại với lại hệ mái nhật 2 tầng. Đó, hệ mái nhật thì cũng đã là quá quen thuộc trong các thiết kế của Mark Home chúng tôi rồi. Ở phía trên thì được lát bằng ngói fuji màu xanh nhé, thì nó sẽ tạo cho công trình chúng ta hài hòa mắt mắt hơn. Công trình này thì có màu sơn trắng là chủ đạo này. Ở phía phần các cột trụ chính này thì có những đường kẻ chỉ âm tường màu xanh này. Nổi bật cho công trình của chúng ta sẽ trông vẻ bề thế hơn. Đó. Còn ở phía bên này thì chính là khu vực sảnh phụ ạ. Sảnh phụ mặc dù là sảnh phụ nhé, nhưng mà cũng được có thiết kế là không kém cạnh gì sảnh chính cả. Cũng với hai cột trụ rất là lớn. Ở phía dưới này thì sẽ được lát bằng gạch giả đá nhé. Đó. Ở bên này thì chúng ta sẽ có thêm một cái song nữa. Đây, một cái lan can này có thể là đảm bảo an toàn chúng ta ạ. Khi mà ra đây chúng ta có thể đi trực tiếp từ khu vực này đó và đi lên phía sảnh phụ ạ. Và phía sảnh phụ này thì sẽ liên thông trực tiếp với khu vực là bếp và phòng ăn phía trong nhé. Công trình này của chúng ta thì sẽ có chiều ngang mặt trước là 9,3m và cái chiều sâu này thì sẽ là 14,1m ạ. Như thế chúng ta sẽ có tổng diện tích là 131m2 trên một sàn nhé. Và tổng hai sàn của chúng ta là 262m2. Bước gần vào một chút thì đây chính là khu vực ở phía sảnh chính của ngôi nhà. Ở phía sảnh chính này vẫn là thiết kế là hai hệ thống cột trụ rất là lớn vương vức này. Ở giữa thì chúng ta sẽ có thêm những cái đường kẻ chỉ âm tường. Và đặc biệt là ở trên mỗi hệ cột này thì sẽ có thêm cái hệ đèn rọi sáng nữa. Buổi tối khi chúng ta bật đèn lên sẽ ngôi nhà chúng ta sẽ cảm giác là sáng sủa hơn và lung linh hơn. Đó,
phía dưới này thì vẫn được lát bằng gạch giả đá nhá. Và toàn bộ hệ thống đây ạ, sảnh chính này ạ, thì được lát bằng gạch granite. Loại gạch này thì sẽ có tác động là rất là cứng này, bền này, chắc chắn này, chống chịu mọi tác động ngoại lực từ thời tiết như là nắng mưa này. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy cái sảnh của chúng ta sẽ cảm giác là sẽ sáng hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Hệ sảnh bậc ngũ cấp đi lên bao gồm 5 bậc sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta sẽ cao ráo hơn. Và sau này nếu như mà phần mặt đường ngoài kia chúng ta cứ tôn cao lên thì sẽ không thể tránh tình trạng là ngôi nhà của chúng ta là quá bị thấp so với mặt đường. Công trình này thì sẽ có tổng chiều cao rơi vào khoảng tầm 10,7m. Trong khi đó thì chiều cao riêng bậc ngũ cấp 5 bậc đi lên này là 750mm. Chiều cao thông thủy tầng 1 là 3,9m, chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m và chiều cao mái là 2,5m. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng bước người phía bên trong một chút nhé. Đây ạ, trước khi mà chúng ta bước vào phía bên trong thì chúng ta sẽ đi qua một hệ cửa. Hệ cửa này thì được làm bằng gỗ lim nam phi nhá. Loại cửa này rất là chắc chắn, bền này, đẹp này, chống cong vênh với mọt này. Và đặc biệt thì giá thành là cũng rất là vừa phải nên là được rất là nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Ngoài cái hệ thống và chúng ta có thể là đục đến những họa tiết hoa văn trang trí này thì có thêm một cái chi tiết trang trí cho cửa nữa, đó chính là hệ thống là đây đó, ba lô kính là chạy dọc xung quanh cái cửa này sẽ làm cho cửa chúng ta thông thoáng hơn, mang lại vẻ thẩm mỹ hơn. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng bước phía trong nhé, để khám phá không gian cũng như mặt bằng công năng bên trong nhé. Các bạn thân mến, từ sảnh chính bước vào không gian đầu tiên Ngọc Huyền đang đứng đây thì đó chính là khu vực phòng khách có diện tích là 22,4m². Cái ấn tượng đầu tiên khi mà Ngọc Huyền bước vào trong không gian này cảm thấy rất là mát mẻ. Hiện tại thì thời tiết miền Bắc đang trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhưng mà khi mà chúng ta bước vào đây chúng ta sẽ cảm thấy là cái nhiệt độ chênh lệch khá là rõ rệt. Bởi vì ở đây cũng có thể thấy ở phía trên trần này được lắp đặt toàn bộ là hệ thống điều hòa âm trần. Bên cạnh đó thì cũng có thêm một chiếc quạt trần ở phía giữa này nữa để có thể là bổ trợ cho không gian này thêm mát mẻ hơn. Ở phần trần trên này thì được sử dụng là trần thạch cao, hệ thống đèn LED, đèn downlight chảy dài. Đó, nó sẽ mang cái ánh sáng này chảy đều khắp căn phòng khách này. Và ở không gian này thì quý vị có thể thấy là trên phần trần nữa, ở phía bên trên giữa này thì chúng tôi còn đắp vẽ một số họa tiết hoa văn mang hơi hướng tân cổ. Bên cạnh đó thì còn dát vàng phía trên nữa, nó tạo cho ngôi nhà chúng ta thêm sang trọng và đặc biệt hơn. Không gian này chính là phòng khách bởi vì ngày hôm nay thì chúng tôi làm lễ là bàn giao nhà cho chủ đầu tư, nên là hiện trạng trong căn nhà này thì gia chủ vẫn chưa có thể sắp đặt nội thất đầy đủ. Ở sau này thì gia chủ sẽ đặt một cái bộ sofa rất lớn đây để có thể tiếp khách. Còn đây thì chính là một cái kệ tivi. Đó. Kệ tivi này thì được làm bằng gỗ gõ đỏ các bạn nhé. Cái kệ tivi này thì còn có một cái đặc điểm, đó chính là ngăn cách giữa hai không gian, một bên là phòng khách còn bên kia là phòng bếp phía trong. Nó vừa tạo một cái sự tương tư và bên cạnh đó thì vẫn tạo cho ngôi nhà chúng ta một cái vẻ rất là thông thoáng và dễ chịu. Ở không gian phòng khách này thì sẽ có thêm hai hệ cửa sổ, đây một trên và một dưới. Hệ cửa sổ này thì đều được làm bằng nhôm hệ PMA các bạn nhé. Nó khác hoàn toàn với các nhôm hệ khác đó, đặc biệt là cái đặc tính của nó là bền này, cứng chắc này, rất là bền bỉ với thời gian nữa. Ở đây thì cũng có nắp cái song này để có thể là đảm bảo an toàn cho mọi thành viên trong gia đình. Và không gian tiếp theo mà Ngọc Huyền muốn giới thiệu với quý vị thì đó chính là khu vực phòng bếp kết hợp phòng ăn ạ. Trước khi mà chúng ta đến khu vực phòng bếp kết hợp phòng ăn thì chúng ta sẽ đi qua một cái sảnh đệm ạ. Sảnh đệm này thì sẽ liên thông với phía sảnh phụ ở phía bên trong nhà này ạ. Cái sảnh phụ này thì có rộng là 5m² các bạn nhé. Nó sau khi mà các bà các mẹ chúng ta đi chợ về thì có thể là đi trực tiếp từ khung cho khu vực này vào phía bên trong bếp này ạ. Đó thì như thế sẽ tránh được cái tình trạng là chúng ta đi trực tiếp từ bên sảnh chính ở phía bên kia vào. Và sảnh phụ này thì cũng có cái tác dụng là có thể điều hòa không khí nữa, tránh cái ám mùi khó chịu cho khu vực bếp phía trong. Và khu vực này thì chính là bếp kết hợp phòng ăn, sẽ có diện tích là 20m² ạ. Ở đây thì sau này gia chủ chúng tôi sẽ đặt một cái bộ bàn ăn rất là lớn ở đây, dành khoảng tầm từ 6 đến 8 người. Ở hệ tủ bếp này quý vị có thể thấy rất là rộng rãi và thoáng đúng không ạ? Được thiết kế và chảy đều theo hình chữ L quý vị nhé. Như thế này thì giúp chúng ta là tối ưu hóa được cái sự di chuyển của không gian bếp này ạ. Bên cạnh đó thì còn rất mà mang một cái yếu tố phong thủy nữa, tránh nước và lửa đối đầu nhau. Ở đây thì sau này sẽ đặt thêm một cái, đây có một sẵn một cái ô này rồi, để có thể để được một cái tủ lạnh 4 cánh ở đây ạ. Từ tủ lạnh này chúng ta sẽ đến với lại bồn rửa này đó, và bên này thì sẽ chính là khu vực nấu nướng. Hệ tủ bếp này thì được làm hoàn toàn bằng gỗ sồi tự nhiên các bạn nhé. Đó, rất là chắc chắn, các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ. Đây, những cái thao tác trong không gian bếp này rất là thoải mái này và dễ làm thao tác này. Khi các bà các mẹ của chúng ta mà sử dụng trong không gian bếp này sẽ cảm thấy rất là tuyệt vời ạ. Và ở không gian này ạ, chúng ta có thể thấy là
cái phần mặt bếp này ạ được sử dụng bằng đá tự nhiên nguyên khối nhá. Cái loại đá này sẽ giúp chúng ta là bền bỉ này, tránh được cái nhiệt độ cao tác động này. Đó, toàn bộ không phải chỉ mặt bếp đâu mà ngay cả bên trong nữa thì cũng đều được lát bằng đá tự nhiên nguyên khối các bạn nhé. Như thế thì ngoài cái việc là chọn cho căn bếp chúng ta bền bỉ hơn, bên cạnh đó thì sẽ giúp cho gia chủ chúng ta là dễ dàng vệ sinh và lau dọn. Ở trên này cũng có hệ thống hút mùi nhá. Và ở đây ạ, đây thì chính là lò vi sóng này, lò nướng này. Ở khu vực này ạ, chúng ta sẽ có thêm một cái đây. Đây cũng giống như là một cái siêu thị mini nho nhỏ vậy, bởi vì đây là một cái hệ đựng đồ khô ạ. Đấy, rất là dễ dàng mở ra và thao tác. Còn gì được tuyệt vời hơn nếu chúng ta có một căn bếp như thế này đúng không ạ? Và ở trong căn bếp này ạ thì cũng được thiết kế đồng nhất với lại phía bên phòng khách ngoài kia bởi một cái hệ là hệ trần thạch cao, hệ thống đèn led, đèn online trải dài. Bên trên thì cũng có thêm một chiếc quạt trần nữa. Và toàn bộ nhá, hệ thống điều hòa âm trần nhá, trải dài từ phòng khách cho đến tận phòng bếp và phòng ăn này ạ. Đó. Cảm giác đi đến đâu chúng ta cũng đều có một cái cảm giác rất là mát mẻ. Ở dưới tầng 1 thì chúng ta sẽ có một cái khu vực. Khu vực đầu tiên thì sẽ là một cái khu vực phòng vệ sinh chung. Ở phòng vệ sinh chung này thì sẽ có diện tích là 4,6m2 ạ. Trong không gian này cũng có thể thấy ạ, được lắp đặt đầy đủ tất cả các nội thất cơ bản này, như là lavabo này, bồn vệ sinh, có tấm sen này. Bên trên cũng có thêm một thiết kế một cái ô thoáng nhỏ nữa, và đặc biệt là một cái hệ thống hút mùi để có thể là tránh cái mùi khó chịu không gian này. Và đối diện nhà vệ sinh ạ, thì chúng ta sẽ đi ra một cái sân ở ngoài bên này ạ. Đây chính là khu vực sân ướt. Sân ướt này thì sau này khi mà gia chủ của chúng tôi mà có nhà mà có đám này, có tiệc này thì có thể là sử dụng là chế biến đồ ăn ở ngoài khu vực này ạ. Ở tầng 1 thì chúng ta sẽ có tất cả là 2 phòng ngủ. Ở phòng ngủ này ạ thì sẽ có diện tích là 13,5m2. Trong không gian này thì tôi cũng có thể thấy ạ, một cái hệ cửa sổ rất là lớn đây, trải dọc ở đây ạ. Đó, thì sẽ tránh sẽ giúp ngôi cái phòng của chúng ta là không phải bị quá bí bách và khó chịu, và bên cạnh đó thì có thể là lấy được ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào. Ở ngoài kia thì chúng ta sử dụng là hệ thống điều hòa âm trần đúng không ạ? Nhưng mà riêng từng phòng ngủ một ạ thì chúng ta sẽ sử dụng điều hòa treo tường nhé. Ở tầng 1 ạ, chúng ta sẽ còn có thêm một khu vực phòng ngủ nữa. Phòng ngủ tiếp theo này ạ thì sẽ có diện tích là 15,5m2 các bạn nhé. Trong phòng này thì chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh riêng biệt ở phía kia ạ. Đây, rất là rộng rãi và thoáng mát đúng không ạ? Bởi vì nhà gia chủ chúng tôi thì hôm nay chúng tôi bàn giao thôi nên vẫn chưa có thể là kịp sắm sửa tất cả các đồ nội thất. Sau này thì tôi sẽ để một cái chiếc giường rất là lớn ở đây ạ. Đó, tủ quần áo thì có thể để phía kia. Và cũng về thiết kế á, ở trong căn phòng này thì sẽ có một ô cửa sổ lớn này và một cửa sổ nhỏ phía bên hông kia ạ, để có thể là cung cấp ánh sáng, điều hòa không khí. Khi mà gia chủ chúng tôi ở cái ngủ ở cái khu vực này ạ thì sẽ cảm giác rất là dễ chịu và tránh cảm giác bí bách. Ở trên trần thì vẫn là sử dụng trần thạch cao các bạn nhé. Còn ở dưới nền ạ, được sử dụng bằng đá granite ạ. Ở trong phòng này chúng ta sẽ có thêm một cái nhà vệ sinh riêng biệt nữa. Nhà vệ sinh này thì với diện tích rất là nhỏ thôi, chỉ có 3m2 ạ, nhưng mà rất là đầy đủ các bạn nhé. Có lavabo này, vẫn là lavabo, bồn vệ sinh và vòi tắm sen, và cũng với thiết kế một cái ô thoáng nhỏ phía trên nữa. Đặc biệt thì ở đây là khu vực Hòa Bình ạ, miền núi, cho nên là vào mùa đông ạ thì rất là lạnh đúng không ạ? Nên là gia chủ chúng tôi có thiết kế thêm một cái đèn sưởi phía bên trên này ạ. Đó, để có thể đảm bảo sức khỏe cho toàn bộ gia đình. Đây thì chính là cái khu vực dưới gầm cầu thang. Và nếu như mà Ngọc Huyền ấy, thì sau này Ngọc Huyền cũng sẽ thiết kế thêm một cái hệ tủ ở đây nữa, để có thể là tận dụng để đây làm cái nhà kho chẳng hạn. Đó, để có thể là trong ngôi nhà chúng ta sẽ thêm gọn gàng hơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ bước lên không gian tầng 2 nhé. Nhưng mà trước khi bước lên tầng 2 ấy, thì chúng ta sẽ đi qua một cái hệ cầu thang. Các bạn có thể thấy được không ạ? Cầu thang đây rất là rộng rãi, hai người lớn cũng có thể là di chuyển rất là dễ dàng. Đặc biệt cầu thang đây ạ thì được lát bằng mặt đen cổ trắng, như thế sẽ giúp chúng ta là phân biệt được các bậc với nhau, tránh bước vụt vấp ngã. Khi mà gia đình chúng ta có người già trẻ nhỏ thì cái thiết kế này rất cần thiết. Lan can cầu thang thì phía trên được sử dụng là gỗ lim lam phi các bạn nhé. Bên cạnh đó thì được thiết kế trong kính cường lực ở phía dưới này nữa, nó vừa tạo một không gian thông thoáng này, bên cạnh đó thì nó mang đậm cái chất về hiện đại ạ. Khu vực đầu tiên khi mà chúng ta bước lên tầng 2 ạ, quý vị có thể thấy ạ, ở đây là một không gian rất là rộng rãi đúng không ạ? Khu vực này thì chính là khu vực là phòng sinh hoạt chung nhé. Và phòng sinh hoạt chung này sẽ có diện tích rất lớn, lên đến 30m2 ạ. Và sau này chủ chúng tôi thì sẽ để một cái bộ bàn ghế sofa ở đây. Đó, để có thể là gia đình chúng ta sẽ có một thêm một cái không gian này để có thể quây quần và mọi thành viên gia đình có thể là vui chơi, chia sẻ những câu chuyện hàng ngày của cuộc sống.
Ở trong khu vực phòng vệ sinh chung này thì chúng ta cũng sẽ có thêm một thế hệ cửa sổ lớn để lấy ánh sáng và không khí. Ở phía trên tầng 2 này thì cũng với thiết kế là hệ trần ạ. Hệ trần là hệ thống là trần thạch cao không xương chìm với hệ thống đèn led để neon light. Và đặc biệt ở trên này thì cũng với thiết kế là hệ thống điều hòa âm tường nhé. Đó, và một cái quạt rất là lớn ở đây ạ để có thể làm lấy được cái thoáng mát này cho căn nhà của chúng ta này. Chúng ta có thể đứng ở đây thì cảm thấy rất là dễ chịu. Và ở trên tầng 2 này có một điều đặc biệt ạ. Nếu như ở dưới tầng 1 nhá thì chúng ta sẽ sử dụng là lát hoàn toàn bằng gạch granite đúng không ạ? Nhưng mà trên tầng 2 này quý vị thì nhìn thấy ạ, ở phía sàn này ạ thì được lát hoàn toàn bằng sàn gỗ nhá và công nghệ Mylai các bạn nhá. Và từ phòng sinh hoạt chung này thì chúng ta sẽ có thêm một cái lối để ra một ban công ở phía bên hông nhà. Ban công này thì sẽ rộng là 6m2 nhá. Đó, từ đây chúng ta cũng có thể là nhìn thấy toàn bộ cái view ở bên này ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Và từ không gian này ạ thì chúng ta sẽ đến với lại khu vực tiếp theo ở phòng ngủ trên tầng 2. Phòng ngủ này thì sẽ có diện tích là 13.5m2 nhé. Đây ạ. Phòng ngủ này thì cũng được thiết kế là đồng trục với lại cái phòng ngủ bên dưới thôi ạ. Ở trong này thì cũng với thiết kế là một cái ô cửa sổ rất là thoáng đây này. Bên trên thì có điều hòa treo này và dưới thì vẫn là sử dụng trần gỗ nhé. Bên cạnh phòng ngủ này thì chúng ta có một cái phòng vệ sinh chung cả tầng 2. Phòng vệ sinh này thì vẫn là rộng 4.6m2. Và ở đây được thiết kế là đồng trục với nhà vệ sinh ở bên dưới. Với một thiết kế đồng trục như thế này sẽ giúp chúng ta là đặt hộp kỹ thuật này, đi đường điện, đường nước được dễ dàng hơn. Ở bên trong này thì cũng mới thiết kế như đầy đủ lavabo, bồn vệ sinh, bồn bánh sen và một ô thoáng ở phía sau ạ. Và đối diện cái khu vệ sinh chung này thì ở bên này thì sẽ là một cái khu vực là giặt phơi. Sau này thì sẽ để một cái chiếc máy giặt rất là lớn ở đây. Ở bên này cũng có sẵn vòi nước rồi. Đó. Ở bên này thì cũng có một cái hệ thống chuồng cọp phía trong ạ. Khi mà chúng ta phơi quần áo ở đây ạ thì sẽ tránh hiện tượng là khi mà gió quá to sẽ dẫn đến hiện tượng là cái quần áo chúng ta sẽ bị bay ra phía ngoài. Đó. Ở dưới này thì cũng có một cái hệ thống lan can nhá, với kính cường lực nhá để có thể đảm bảo được an toàn cho mọi thành viên trong gia đình các bạn nhé. Ở khu vực tầng 2 chúng sẽ còn có thêm một phòng ngủ nữa. Đây ạ, phòng ngủ này thì cũng được thiết kế là đồng với diện tích với lại phòng ngủ phía dưới tầng 1 là 15.5m2. Trong khu vực này thì cũng với thiết kế là một cái ô cửa sổ nhỏ phía bên này ạ. Và có một điểm khác biệt đây, chúng ta sẽ có thêm một cái ban công nữa. Và ban công này thì sẽ hướng thẳng ra cái phía mặt tiền của ngôi nhà nhé. Đó. Ở phòng ngủ này là một phòng ngủ mà gia chủ rất là ưu ái luôn. Và tôi nghĩ rằng là sau này gia chủ chúng tôi sẽ chủ yếu sử dụng căn phòng này ạ. Và phòng này thì cũng có thêm một chiếc nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh này thì cũng rộng 3m2 thôi ạ. Cũng với thiết kế như là cái nhà vệ sinh ở bên dưới. Dạ. Và cái không gian tiếp theo mà Ngọc Huyền muốn giới thiệu với quý vị thì đó chính là không gian tâm linh của ngôi nhà. Và không gian này thì sẽ có diện tích là 12m2 nhé. Các bạn có thể thấy ạ, đây chính là hệ thống ban thờ ạ. Ban thờ ở đây ạ, đây đều được làm bằng gỗ vụ nhá. Còn phía bên trên ạ là chúng ta sẽ sử dụng bằng gỗ gõ đỏ. Đó, có đục đẽo tất cả những các họa tiết hoa văn trang trí ở đây ạ. Hai bên thì chúng ta cũng sẽ có hai cái câu đối nữa và cái bức ở phía trên ạ. Đó. Ở không gian này chúng ta sẽ có thêm một cái khu vực cái cửa sổ này. Khi mà chúng ta thắp nhang khói nhá thì sẽ tránh cái hiện tượng là khói nhiều và tích tụ trong không gian này, thì việc có cửa sổ đây là một cái việc làm rất là cần thiết ạ. Và từ không gian phòng thờ thì chúng ta sẽ đi qua khu vực là ban công ở phía trước. Khu vực ban công này các bạn có thể thấy ở đây nhá, chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ cái tầm view của ngôi nhà. Có gì tuyệt vời hơn nếu mà chúng ta có thể là để một bộ bàn ghế ở đây đúng không ạ, để có thể là thưởng trà này cũng như là ngắm trọn vẹn cái view này đúng không ạ. Ở phía bên trên nhá thì chúng tôi có sử dụng là hệ thống là hệ lam bê tông được sơn trắng. Bên trên thì có thêm lắp thêm kính cường lực nữa. Sau này gia chủ chúng tôi có thể là treo các cái giỏ hoa ở đây thì tạo thành một cái tường treo, mang lại một cái không gian hòa nhập với thiên nhiên. Quý vị thân mến, và vừa rồi thì Ngọc Huyền đã giới thiệu với quý vị toàn bộ về công trình của nhà Chú Khiếu có địa chỉ tại Hòa Bình. Vậy thì nếu mà quý vị nghĩ sao mỗi nhà này hãy để lại bình luận ở ngay phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Và nếu như quý vị yêu thích các thiết kế của Mark Home hoặc là muốn Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, hãy vui lòng liên hệ với số hotline của chúng tôi để nhận tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.